Mr. BTS xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình hôm nay, chúng ta cùng điểm lại quá trình công tác của ông Đinh La Thăng, nguyên ủy viên Bộ Chính trị. Ông Đinh La Thăng sinh ngày 10 tháng 9 năm 1960 tại Nam Định, học vị tiến sĩ. Ông là ủy viên Trung Đảng khóa 10, 11, 12, ủy viên Bộ Chính trị khóa 12, đại biểu Quốc hội khóa 11, 13. Tóm tắt quá trình công tác của ông Đinh La Thăng như sau. Giai đoạn từ năm 1983 đến năm 1988, ông Thăng công tác tại công ty cung ứng vật tư thuộc Tổng công ty xây dựng thủy điện sông Đà. Ông là kế toán viên rồi sau đó là phó kế toán trưởng rồi làm kế toán trưởng công ty, là ủy viên ban thường vụ Đảng ủy, ủy viên ban thường vụ công đoàn, bí thư đoàn thanh niên của công ty. Giai đoạn từ năm 1989 đến năm 1994, ông là phó kế toán trưởng rồi làm kế toán trưởng, ủy viên ban thường vụ Đảng ủy, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra Đảng ủy Tổng công ty xây dựng thủy điện sông Đà. Ủy viên Ban chấp hành Trung Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và là bí thư Đoàn Thanh niên Tổng công ty xây dựng Thủy điện Sông Đà. Ủy viên Trung ương Hội Kế toán Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội Kế toán Ngành Xây dựng. Giai đoạn từ năm 1995 đến tháng 3 năm 2001, ông Đinh La Thăng là bí thư đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc kiêm Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Sông Đà, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Từ tháng 4 năm 2001 đến tháng 10 năm 2003, Ông Đinh La Thăng là bí thư đảng ủy, chủ tịch hội đồng quản trị, tổng công ty sông đà. Ông là đại biểu quốc hội khóa 11, ủy viên ủy ban đối ngoại của quốc hội, ủy viên trung ương hội kế toán Việt Nam. Ông là phó chủ tịch hội kế toán ngành xây dựng và là ủy viên thường vụ công đoàn xây dựng Việt Nam, phó chủ tịch hội các nhà doanh nghiệp trẻ Việt Nam. Từ tháng 11 năm 2003 đến tháng 12 năm 2005, ông Đinh La Thăng là phó bí thư tỉnh ủy Thừa Thiên Huế, đại biểu quốc hội khóa 11, ủy viên ủy ban đối ngoại của quốc hội. Từ tháng 1 năm 2006 đến tháng 12 năm 2008, ông Đinh La Thăng là bí thư ban cán sự đảng, chủ tịch hội đồng quản trị Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam. Tại đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 10 của Đảng, ông được bầu vào ban chấp hành trung ương Đảng và đại biểu Quốc hội khóa 11, ủy viên Ủy ban đối ngoại của Quốc hội, phó bí thư đảng ủy cơ quan Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam. Từ tháng 12 năm 2008, ông là ủy viên trung ương Đảng Bí thư đảng ủy, chủ tịch hội đồng thành viên của tập đoàn quốc gia dầu khí Việt Nam. Tại đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 11 của đảng, ông Đinh La Thăng được bầu vào ban chấp hành trung ương đảng và là đại biểu Quốc hội khóa 13. Tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 13, ông Đinh La Thăng được Quốc hội phê chuẩn làm bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải. Vào tháng 4 năm 2016, tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa 13, Quốc hội đã phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải. Chiều ngày mùng 5 tháng 2 năm 2016 tại thành phố Hồ Chí Minh, Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác nhân sự. Theo đó thì ông Đinh La Thăng tham gia Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2015-2020 và giữ chức Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh. Ngày mùng 7 tháng 5 năm 2017, Ban chấp hành Trung ương Đảng đã quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Đinh La Thăng Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh bằng hình thức cảnh cáo và cho thôi giữ chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị khóa 12 với tỷ lệ phiếu biểu quyết là trên 90%. Ngày 10 tháng 5 năm 2017, ông Đinh La Thăng, là Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2015-2020 đã nhận quyết định thôi giữ chức Bí thư Thành ủy và được điều chuyển về làm Phó trưởng ban Kinh tế Trung ương. Vào ngày 9 tháng 5 năm 2017 thì ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban Tổ chức Trung ương đã công bố quyết định Ông Đinh La Thăng là ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2015-2020 thôi giữ chức Bí thư Thành ủy và được điều chuyển. Chiều ngày 8 tháng 12 năm 2017, tại Hà Nội thì Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 14 đã họp phiên bất thường, thông qua hai nghị quyết với sự đồng thuận của tất cả các ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội có mặt về việc cho thôi đại biểu Quốc hội đối với ông Đinh La Thăng. Theo đó, ông Đinh La Thăng, nguyên chủ tịch Hội đồng thành viên BVN, ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng ban kinh tế trung ương đại biểu quốc hội khóa 14 liên quan đến hai vụ án kinh tế nghiêm trọng mà cơ quan công an điều tra tháng 12 năm 2017 thì cơ quan cảnh sát điều tra và cơ quan an ninh điều tra bộ công an tiến hành điều tra hai vụ án liên quan đến trách nhiệm của ông Đinh Lang Thăng. Một là cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản uh, gây thiệt hại 800 tỷ đồng trong việc góp vốn BVN vào ngân hàng thương mại cổ phần Đại Dương. Thứ hai là cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, tham ô tài sản uh, xảy ra tại tổng công ty xây lắp dầu khí liên quan đến dự án nhiệt điện Thái Bình 2. Ngày 8 tháng 12 năm 2017, thì Bộ Chính trị đã quyết định đình chỉ sinh hoạt đảng, sinh hoạt cấp ủy, uh, gồm cả sinh hoạt Ban chấp hành Trung ương đối với ông Đinh La Thăng, ủy viên Ban chấp hành Trung ương đảng. Phó trưởng ban Kinh tế Trung ương kể từ ngày 8 tháng 12 năm 2017, theo quyết định khởi tố bị can số 55 C46 ngày 8 tháng 12 năm 2017 và lệnh bắt tạm giam số 34 134 C46 ngày 8 tháng 12 năm 2017 của Cơ can Cảnh sát Điều tra Bộ Công an. Tại kỳ họp của Ủy ban Kiểm tra Trung ương vào ngày 24 tháng 4 năm 2018, thì cơ quan này cũng đã xem xét và đề nghị thi hành kỷ luật ông Đinh La Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Kinh tế Trung ương. Bộ Chính trị thì đã đình chỉ sinh hoạt đảng. Căn cứ theo quy định số 30 QDTU của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra giám sát kỷ luật của Đảng và quy định số 102 QDTU của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm. Căn cứ các bản án của tòa án nhân dân thành phố Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã đề nghị Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương xem xét thi hành kỷ luật ở mức cao nhất đối với ông Đinh La Thăng. Theo bản án phúc thẩm ngày 14 tháng 5 năm 2018 thì ông Đinh La Thăng bị tuyên phạt 13 năm tù và buộc phải bồi thường 30 tỷ đồng về tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Tại vụ án thứ hai là tháng 6 năm 2018, tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội cũng đã tuyên ông Đinh La Thăng y án 18 năm tù và buộc phải bồi thường 600 tỷ đồng. Sai phạm của ông Thăng được xác định trong vụ án PVN mất 800 tỷ đồng khi góp vào O20. Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên phạt ông Đinh La Thăng 10 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Trong vụ án thứ tư xảy ra tại dự án Ethanol Phú Thọ ngày 15 tháng 3, tòa án nhân dân Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Đinh La Thăng 11 năm tù về tội vi phạm quy định về đấu tư đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng và tòa cũng đã buộc ông Đinh La Thăng phải bồi thường hơn 200 tỷ đồng. Tối ngày 15 tháng 3 năm 2021, thì tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã ra phán quyết đối với cựu chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn dầu khí Việt Nam Đinh La Thăng. Ông Đinh La Thăng sinh năm 1960, cựu chủ tịch Hội đồng Quản trị BVN 11 năm tù về tội vi phạm quy định đầu tư công trình gây hậu quả nghiêm trọng. Tổng hợp với các bản án đã có hiệu lực trước đó, hình phạt chung mà bị cáo Đinh La Thăng phải thi hành là 30 năm tù. Ngoài hình phạt tù thì Hội đồng xét xử còn buộc ông Đinh La Thăng phải bồi thường thiệt hại cho nhà nước hơn 200 tỷ đồng. À, trên đây là một bản tóm tắt từ sự nghiệp ban đầu của ông Đinh La Thăng, Ủy viên Bộ Chính trị, cho đến ngày ông bị kết án với những mức án rất là cao với những sai phạm của ông trong quá trình lãnh đạo và công tác. Trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã đón xem.